Như vậy bài toán của ta là cho biết vận tốc cực đại, cho biết gia tốc cực đại, cho biết tại thời điểm ban đầu vận tốc âm và động năng đang tăng. Thì lại hỏi là thời điểm lần thứ tư, thời điểm lần thứ tư để gia tốc của vật bằng 15 pi mét trên giây. Như vậy thì việc đầu tiên là cho gia tốc cực đại, cho vận tốc cực đại, gia tốc cực đại, ta sẽ tìm ra được A, tìm omega như sau. Đây, V max bằng omega A. Theo bài ra cái này là bằng là V max ở 3 mét trên giây. 3 mét trên giây. A max bằng omega bình A. Thì cái này là bằng 30 pi. 30 pi mét trên giây bình. Như vậy từ đây ta sẽ tìm ra được omega từ hai cái phương trình này. Ta tìm ra được chia lấy dưới chia trên thì là omega sẽ bằng 10 pi radian trên giây. Omega bằng 10 pi radian trên giây có nghĩa là T sẽ là bằng 2 pi chia omega. Như vậy là T bằng 2 pi chia omega. Như vậy là bằng 0,2 giây. 2 giây. Rồi. Sau khi tìm được omega thì ta tìm được A. A sẽ bằng omega A thì bằng 3. Như vậy ta sẽ có cái này 3 chia cho 10 pi. Như vậy là cái này chính là bằng là 0,3 trên pi mét. Đó là tìm được A. Tiếp theo mà bài toán lại không liên quan đến A mà liên quan đến hỏi rằng là thời điểm lần thứ tư, thời điểm lần thứ tư để gia tốc là bằng 15 pi. Thì trước tiên ta phải xem thời điểm đầu tiên ở đâu. Thì lúc đầu T bằng 0 là vận tốc, V là bằng trừ trừ 15, trừ 1,5 mét trên giây. Như vậy trừ 1,5 mét trên giây. Mà chú ý V max là bằng 3, có nghĩa là bằng trừ V max trên 2. Như vậy trừ V max trên 2. Như vậy thì V mà bằng trừ V max trên 2 thì dẫn đến x sẽ bằng là cộng trừ a căn 3 chia cho 2. Như vậy là sẽ có hai điểm là cộng trừ a căn 3 trên 2. Có nghĩa là góc đó hoặc là ở vị trí này là pi trên 6. Như vậy là chú ý là V âm là nó thuộc nửa trên vòng tròn, chắc chắn nửa trên vòng tròn. Đấy. Hoặc là điểm ở vị trí này. Nhưng lại theo một thông tin quan trọng là động năng đang tăng. Động năng tăng. Mà động năng tăng có nghĩa là đang hình chiếu đi về ô. Hình chiếu đi về ô. Như vậy thì nếu ở điểm này thì hình chiếu đi ra ô. Vậy hình chiếu đi đang đi về ô thì chỉ có trường hợp này là thỏa mãn. Đấy, hình chiếu đang đi về ô thì trường hợp này là thỏa mãn. Như vậy ở tại thời điểm bắt đầu là ở vị trí này, bởi vì là cộng trừ a căn 3 trên 2, nhưng chỉ có điểm này là thỏa mãn, còn điểm này không thỏa mãn. Chú ý là V âm là nửa trên vòng tròn, V dương là thuộc nửa dưới. Vì V âm này này, âm nên thuộc nửa trên. Thuộc nửa trên thì ứng với hai điểm là a căn 3 chia 2 cộng trừ, nhưng vì là động năng tăng cho nên chỉ có thể lấy ở vị trí là pi trên 6. Đó là sau xác định thời điểm ban đầu. Bây giờ bài toán lại hỏi là lần thứ tư là gia tốc bằng 15 pi. 15 pi thì có nghĩa là chú ý là a mà bằng 15 pi mét trên giây bình thì a max là bằng 30 pi, có nghĩa là chính là bằng a max chia 2. Đó, a max chia 2. Chú ý là a này này thì bằng trừ omega bình x. Còn a max thì lại bằng omega bình a. Như vậy thì từ đây suy ra x sẽ bằng trừ a chia cho 2. Đấy. Như vậy a mà bằng a max chia 2 thì x bằng trừ a chia cho 2. Tức là trừ a chia 2 thì ứng với hai nửa. Đây là hai điểm. Chỗ này là trừ a trên 2.
thì là điểm này hoặc là điểm này. À, như vậy là các em sẽ thấy như thế này. Như vậy là trong một chu kỳ thì vật đi qua một điểm, hình chiếu đi qua một điểm hai lần. Để như vậy xuất phát từ đây đến đây thì đây sẽ là lần một, đến đây sẽ là lần hai, lần hai. Như vậy là lần thứ tư là thế nào? Lần thứ tư thì các em chú ý là nó phải trong một chu kỳ đi hai lần. Như vậy trong chu kỳ đầu tiên là được là hai lần. Bây giờ để đi tiếp hai lần nữa, như vậy thời điểm thứ tư sẽ là T4 sẽ bằng. Nào, bắt đầu từ đây đi đây quay trở về là được hai lần rồi, tức là một chu kỳ T. Bây giờ đi tiếp nữa, đi tiếp bắt đầu chu kỳ thứ hai, bắt đầu từ đây đến đây đây để lần thứ tư. Vậy lần thứ tư thì nó phải quét trên cái vòng tròn từ điểm này đến điểm này. Như vậy góc quét này các em chú ý này, đây là góc này là từ đây đây sẽ là 5π/6, còn từ đây đến đây sẽ là π/3. Như vậy góc quét đó, cái thời gian đi ta sẽ là lấy delta phi chia cho omega. T ở đây ta thay vào, T là 0,2, delta phi là 5π/6 cộng π/3 chia cho omega, chia cho 10π. Ta bấm máy tính, 0,2 cộng với 5/6, 5/6 cộng với 1/3 chia cho 10. Như vậy cái này bằng 19/60 giây. Như vậy lần thứ tư để gia tốc bằng 15π mét trên giây bình, đó là ứng với thời điểm là 19/60 giây. Mà 19/60 giây có nghĩa là chọn phương án C. Đấy, các em chú ý này, thời điểm ban đầu này quay một vòng thì được hai lần, bây giờ để tiếp bốn lần thì quay từ đây đến đây sẽ được, đến đây sẽ là lần thứ ba, đến đây sẽ là lần thứ tư. Như vậy quét thêm một góc đây là 5π/6, từ đây là π/3. Đấy, đó là cách làm. Như vậy là chú ý là khi gặp một bài toán mình phải phân tích để ra cho cái này để làm gì, cho cái này để làm gì. Đấy, thì ở đây là ta phải xác định được ban đầu, rồi thứ hai là xác định được lần thứ tư để a bằng a max chia cho 2.